Chào mừng các em học sinh quay trở lại với channel Thành Đô Vlog. Thì trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục giải bài tập trong sách giáo khoa của môn toán lớp 3. Mời các em mở sách giáo khoa của môn toán lớp 3 trang 33. Bài gấp một số lên nhiều lần. Thì đầu tiên, trước khi giải bài tập, thì chúng ta xét một bài toán như sau. Đoạn thẳng AB dài 2 cm. Đoạn thẳng CD dài gấp 3 lần đoạn thẳng AB. Hỏi đoạn thẳng CD dài mấy cm? Thì như vậy dựa vào nội dung của bài toán, chúng ta sẽ tóm tắt bài toán như sau. Đoạn thẳng AB dài 2 cm. Các em nhớ là đặt tên đoạn thẳng, các em dùng chữ in, các em đặt tên AB. AB là chữ in. Đoạn thẳng AB dài 2 cm. Đoạn thẳng CD dài gấp 3 lần đoạn thẳng AB. Như vậy, nếu đoạn thẳng AB các em biểu diễn bằng 1 phần, thì đoạn thẳng CD sẽ được biểu diễn bằng 3 phần như thế, bởi vì đoạn thẳng CD dài gấp 3 lần đoạn thẳng AB. Và người ta hỏi là đoạn thẳng CD này dài bao nhiêu cm? Ở đây chúng ta sẽ phân tích và giải bài toán này như sau. Một phần là 2 cm. Như vậy 3 phần là bao nhiêu cm? 3 phần như thế thì dài bao nhiêu cm? Đoạn thẳng CD là 3 phần. Tức là 2 cm được lấy 3 lần. 2 cm được lấy 1 lần, 2 lần và 3 lần. Và các em có phép tính là 2 nhân 3. Như vậy, đoạn thẳng CD sẽ dài là 2 nhân 3 bằng 6 cm. Do đó, chúng ta sẽ có lời giải chi tiết của bài toán như sau. Độ dài đoạn thẳng CD là, các em lấy 2 cm, các em gấp lên 3 lần. 2 cm được lấy 3 lần. Và các em có phép nhân là 2 nhân 3 bằng 6 cm. Ở đây các em có đáp số là 6 cm. Thì qua bài toán này, các em có nhận xét gì? Gấp một số lên nhiều lần, gấp 2 cm lên 3 lần, thì các em lấy 2 nhân 3. Do đó, muốn gấp một số lên nhiều lần, ta lấy số đó nhân với số lần. Muốn gấp 2 cm lên 3 lần, thì các em lấy số đó là 2, nhân với số lần ở đây là 3. 2 nhân 3 bằng 6, và cụ thể đây là 6 cm. Bây giờ mời các em sang phần bài tập. Đầu tiên là bài tập số 1. Năm nay em 6 tuổi, tuổi chị gấp 2 lần tuổi em. Hỏi năm nay chị bao nhiêu tuổi? Đầu tiên, chúng ta sẽ tóm tắt nội dung của bài toán. Năm nay em 6 tuổi, tuổi chị gấp 2 lần tuổi em. Như vậy, tuổi em được biểu thị là một phần thì tuổi chị sẽ được biểu thị là hai phần như thế. Và hỏi năm nay tuổi chị là bao nhiêu? Thì ở đây chúng ta sẽ phân tích và giải bài toán này như sau. Em 6 tuổi, chị gấp 2 lần tuổi em. Như vậy là 6 tuổi được lấy 2 lần và các em có phép nhân là 6 nhân 2. Như vậy tuổi của chị năm nay là 6 x 2 bằng 12 tuổi. Và cụ thể ở trong bài này thì từ bây giờ trở đi các em đã biết cách gấp một số lên nhiều lần. Em 6 tuổi, tuổi chị gấp 2 lần tuổi em, như vậy là các em gấp 6 tuổi lên 2 lần. Muốn gấp một số lên nhiều lần thì các em lấy số đó nhân với số lần. Cụ thể ở đây, muốn gấp 6 lên 2 lần thì các em lấy 6 nhân với số lần là 2, 6 nhân 2 bằng 12, cụ thể đây là 12 tuổi. Như vậy các em có đáp số là 12 tuổi. Tiếp theo mời các em sang bài tập số 2. Con hái được 7 quả cam, mẹ hái được gấp 5 lần số cam của con. Hỏi mẹ hái được bao nhiêu quả cam? Thì đầu tiên các em tóm tắt bài toán như sau. Con hái được 7 quả, mẹ hái được gấp 5 lần số cam của con.
Như vậy, số cam của con được biểu thị là 1 phần, thì số cam của mẹ sẽ được biểu thị là 5 phần như thế. Mẹ gấp 5 lần. Như vậy, số cam của mẹ được biểu thị là 5 phần như thế. Ở đây bài toán hỏi là mẹ hái được bao nhiêu quả cam? Con hái được 7 quả, mẹ hái được gấp 5 lần số cam của con. Như vậy là 7 quả được gấp 5 lần. Do đó, muốn gấp 7 quả lên 5 lần thì các em lấy 7 nhân với 5. Muốn gấp một số lên nhiều lần thì các em lấy số đó nhân với số lần. Như vậy ở đây các em có lời giải chi tiết của bài toán như sau. Mẹ hái được số quả cam là gấp 7 lên 5 lần thì các em lấy 7 nhân 5 bằng 35. Cụ thể đây là 35 quả. Và ở đây các em có đáp số là 35 quả cam. Tiếp tục mời các em sang bài tập số 3. Viết số thích hợp vào ô trống theo mẫu. Ở đây chúng ta có dòng thứ nhất là các giá trị của số đã cho. Cụ thể ở đây chúng ta có số 3, số đã cho là 3. Tiếp theo dòng thứ hai là nhiều hơn số đã cho 5 đơn vị. Số đã cho là 3 mà nhiều hơn 3 5 đơn vị, tức là các em lấy 3 cộng thêm 5 bằng 8. Tiếp theo là gấp 5 lần số đã cho. Số đã cho là 3 mà gấp 5 lần thì các em lấy 3 nhân 5 bằng 15. Rất đơn giản như vậy. Tiếp theo số đã cho là 6 thì nhiều hơn số đã cho 5 đơn vị, tức là các em lấy 6 cộng với 5 bằng 11. Các em điền vào là số 11. Tiếp tục ô thứ 3 của cột thứ 2. Gấp 5 lần số đã cho. Số đã cho là 6, gấp 5 lần, các em lấy 6 nhân với số lần là 5. 6 nhân 5 bằng 30. Như vậy các em điền số 30. Tiếp theo số đã cho là 4, nhiều hơn số đã cho 5 đơn vị, tức là các em lấy 4 cộng 5 bằng 9. Gấp 5 lần số đã cho, tức là các em lấy số đã cho là 4, các em gấp lên 5 lần, các em nhân với 5, 4 nhân 5 bằng 20. Như vậy các em điền số 20. Tương tự như vậy, số đã cho là 7 thì nhiều hơn số đã cho 5 đơn vị, tức là các em lấy 7 cộng với 5 bằng 12. Gấp 5 lần số đã cho, tức là các em lấy 7 nhân với 5 bằng 35. Tiếp theo số đã cho là 5, nhiều hơn số đã cho 5 đơn vị, tức là các em lấy 5 cộng 5 bằng 10. Gấp 5 lần số đã cho, tức là các em lấy 5 nhân 5 bằng 25. Số đã cho là 0, nhiều hơn số đã cho 5 đơn vị, tức là các em lấy 0 cộng với 5 bằng 5. Gấp 5 lần số đã cho, tức là các em lấy 0, các em gấp lên 5 lần thì 0 nhân với bất kỳ số nào cũng bằng 0, 0 nhân 5 bằng 0. Thì như vậy video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì các em vui lòng bấm nút like và nút share để chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Và đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh. Nhớ nhấn vào biểu tượng hình cái chuông để nhận các video mới nhất từ channel Thành Đô Vlog. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp.